Thì Quang Huy sẽ biến cái cục pin đó ngày hôm nay như thế nào đây? À, là mình đang quay hỏi ý kiến của huấn luyện viên nha. Vô cố lên em ơi. Ừ, rồi. Em nữa. Nãy giờ sao bung hết chất mình được. Mình đứng ở trên sân khấu á, nếu mà mình làm cái công việc này á, mình phải chấp nhận. Thật sự cái đó không thể tránh khỏi. Nếu như em là xuất hiện trước công chúng, chị nghĩ là sau cái lần này á, thì F trưởng thành hơn rất là nhiều trong cả âm nhạc và cả con người luôn. Chị tin cái điều đó. Cảm ơn chị. Thưa quý vị, và tiếp theo sẽ là F của đội Huawei. Đúng là thuộc dạng một cục pin ấy, dư năng lượng. Thì Huawei sẽ biến cái cục pin đó ngày hôm nay như thế nào đây? À, là mình đang quay hỏi ý kiến của huấn luyện viên nha. Em tưởng đâu là thí sinh của em sẽ bước ra rồi em bắt đầu ok. Anh hỏi là em đã F của em như thế nào? Khi mà bạn mới về nhà của đội Huawei á, thì bạn có cái lớp màng bảo vệ xung quanh bạn vậy đó, rất là khó tiếp cận. Nhưng mà qua cái thời gian chia sẻ bên nhau thì bạn càng ngày càng cởi mở. Bây giờ thì em cảm thấy F là một người thân trong gia đình rất là tuyệt vời. Em hy vọng tất cả mọi người ở đây hãy ủng hộ F. Và cùng xem thành viên trong gia đình của Huawei sẽ làm gì cho chúng ta xem ngày hôm nay. Thưa quý vị, F. Yo, cố lên em ơi. Ừ, rồi. Em nữa. Nãy giờ sao bung hết chất mình được. Cố lên em ơi. Người chiến binh vẫn tiến về đích. Yeah, xin cảm ơn. Xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Cộng Thu Yên Nguyễn. Cái tinh thần của em dồn hết vào trong cái bài này. Một cái trận chiến rất là cam go. Và thưa quý vị, một lần nữa, F from team Huawei. Rất là máu lửa, thật sự. Cho Huawei nói trước luôn. Yo, đang cảm xúc dân trào, thấy sao? Như mọi người cũng đã biết, sau vòng 2, F cảm thấy là tinh thần đi xuống rất là cao độ và F rất là buồn. Em mới nói với F là bây giờ em phải gạt hết tất cả mọi thứ, em tập trung vào cái bài thi của mình. Bởi vì cái điều đó sẽ nói lên được rằng em là con người như thế nào và em chính là ai. Thì F ra idea là trăm nghe không bằng một thấy, để cho tất cả mọi người có thể thấy được F thật sự là chiến binh mạnh mẽ như thế nào và vui tươi như thế nào và người tích cực như thế nào. Và hôm nay em làm rất là tuyệt vời. Cảm ơn em. Trong cái bài này, ngoài chuyện rap ra, F cũng là người tham gia vào làm beat trong cái màn trình diễn của mình. Dạ, cái này em xin phép được chia sẻ, tại vì ở vòng này em không biết em có đi tiếp được nữa hay không, nhưng mà em đã xin anh Toliver cho em được sản xuất một bài hát từ A tới Z. Em và một bạn producer của em đã làm hết cái beat này. Và cái đoạn violon rất là hay của bạn Tumi và một cái hút của bạn nữ rất là bay, thì anh Tô đã đồng ý với việc này. Xin cảm ơn. Anh nghĩ là có những cái khoảnh khắc mà chúng ta muốn được làm một cái gì đó nó có giá trị lưu giữ cho mình về sau này nữa, đúng không em? Anh trân trọng điều đó. Mình làm nghề này có mình có nhiều khán giả, nhưng mà cuối cùng bản thân mình biết mình làm cái gì đúng. Em đừng có để những điều đó tổn hại để tâm hồn và tâm trí của em đã ảnh hưởng. Vừa qua rồi. Tôi chưa thấy một chương trình nào sau Người Ấy Là Ai mà có được một cái lượng fan khổng lồ đến như vậy. Có lẽ là một số những cái sự quan tâm quá nhiều sẽ làm cho chúng ta bị choáng ngợp. Dĩ nhiên chúng ta xem để hiểu là mọi người đang nhìn nhận chúng ta như thế nào, nhưng mà không phải là vì những điều đó mà chúng ta phải thay đổi luôn cả quan điểm sống của mình.
thì em chỉ sợ là ảnh hưởng tới team Wowy, những người anh em của em. Tại vì em và Rick hay là những người anh em còn lại thì đều rất là đoàn kết với nhau, rất là yêu thương nhau. Tại vì cái đó là cái anh Quy muốn trước tiên, trước khi mà các bạn làm nhạc. Thì các bạn phải có một tình yêu với homie của mình. Dạ. Là cái nè F, hôm nay đó em đem cái nhạc tính của em lên trên sân khấu. Thật sự chị cũng được thấy thêm cái tài năng của em, mà tất cả mọi người ở đây cũng vậy. Thì chị cũng không ngờ là em produce cái này với cái đàn violin đó, nó rất là đẹp. Cái nữa là chị muốn nói là mình đứng ở trên sân khấu, nếu mà mình làm cái công việc này á, mình phải chấp nhận. Thật sự cái đó không thể tránh khỏi nếu như em là xuất hiện trước công chúng. Và Rick về đội của chị thì Rick cũng có chia sẻ là Rick cũng rất là buồn, sợ ảnh hưởng cái tình anh em của hai người. Thế là Rick bảo với chị như vậy và chị nói không, chắc không sao, thì F sẽ hiểu. Và chị nghĩ là sau cái lần này á, thì F trưởng thành hơn rất là nhiều trong cả âm nhạc và cả con người luôn. Chị tin nói điều đó. Cảm ơn chị, xin chào. Tại vì cái vấn đề cũng không phải là khen hay là chê, nhưng mà vấn đề đôi khi là chỉ là một cái thái độ. Anh Thành, cho em dành chút thời gian nha. Okay. Anh camera có thể chụp cho em với F một tấm hình để đời được không? Anh camera trong kia ơi. Nhìn vô cam đó phải không? Rồi, thấy không? Thấy cái anh giơ tay rồi không? Đó. Giống anh em ruột đó chứ. Rồi, ok. Em tuyệt vời lắm F ạ. Mỗi khi em nghe bài hát này, em có nghĩ đến anh không? Mỗi khi anh nghe bài hát này, em là người mà anh đang mong sẽ có thể nghe được lời anh viết từ đây. Dù cho anh không ở đó phía nơi vời vời xanh biết trời mây, xin em đừng trốn trong phòng bên ô cửa vốn song song. Em đắm mình sống trong màn hình trống không, có thật sống trong mộng. Mong cho em giữ lấy trong em là bầu trời của hạnh phúc. Chẳng nghe chẳng nói chẳng thấy nhưng luôn tràn đầy điều tốt đẹp nhất. Anh đã không thể tin vào những điều đó, anh đã không cần yêu và xem thường nó. Có lúc anh tự nhiên chỉ đến với ba thuốc mà vấn đề dễ dàng, thì anh đã khai thích tin là em ở đó. Chưa bao giờ từ bỏ nên em đừng lo, sẽ đáng với từng đó niềm tin người có. Vì những đời càng lớn thì càng phải có để đến điều đó, nên anh vẫn không ngừng bước ngược so để có được nó. Là vì điều mình theo, là vì ngày cùng em, là vì tìm nhiều thêm, là vì bao nhiêu người kề bên, là vì những lời lẽ vô tình và cay đắng họ đã nói, cũng là vì họ chỉ muốn anh tốt lên, là vì những thứ quá vô thường và may mắn nó đã đến tìm nó, thì vũ trụ sẽ mang tới em. Yeah, Evie. Một trời sáng lên trong bóng đêm lại yên, là từng cảm giác mỗi khi chúng ta lại yên. Chẳng nghe chẳng thấy chẳng nói ra, yeah. Vẫn cảm thấy được cách mà ta đã yêu nhiều hơn là nói. Vì có lúc chăm nghe không bằng hai. Let's go. Có những thứ ta không cần nói vì anh ở đây. Vì anh ở đây, vì anh ở đây. 100 lần nghe nhưng ta chỉ cần một lần được thấy. Yo DJ, turn the beat up. Không cố gắng sẽ chìm vào lãnh quên. Làm vì từng ngày, làm vì từng ngày liên tiếp, làm liên tục, làm vì tiếp luôn từng ngày. Làm như là sẽ vì cũng là được hết, còn muốn chơi cứ để đến cuối tuần này. Làm bằng cái đầu của mình em sát với nhau nhưng đấy chỉ và từ duy tình là tay không ngừng làm, vì anh đã nghe đã thấy đã tương nói về điều ấy. Muốn thành công thì phải tự mình tìm lấy. Trong nói không bằng nghe, trong nghe không bằng thấy, trong thấy không bằng làm, càng làm thì càng cháy. Và anh đang ở đây không phải là do may mắn như em đã thấy. Tiền và nhà băng trình độ lại khi tăng từng ngày để không tụt lại ở đây. Suy tư bao nhiêu lâu cũng đến lúc ta có những điều khi bao cô đơn bao đêm thâu. Cũng đến lúc ta thấy những người vì nhau không như tin chi đâu. Anh không muốn nói chuyện nói chưa thật nhiều để kết quả nói lên tất cả anh như con sói nói ít làm nhiều. Người công kích không còn công kích, người không thích không còn không thích, người chiến binh vẫn tiến về tới cùng. Zero we làm nên kỳ tích. Người công kích không còn công kích, người không thích không còn không thích, người chiến binh vẫn tiến về đất cùng. Zero we làm nên kỳ tích. Yeah. Nghe nói MC chân thật không hợp với rap Việt, anh thấy V Channel được xem khắp đất Việt. Nghe nói năm 30 thì nhạc sẽ mất nhiệt, anh thấy Soliver hay Binzy vẫn như nhiều tượng đài bất diệt. Người công kích không còn công kích, người không thích không còn không thích, người chiến binh vẫn tìm về đất cùng Zero we làm nên kỳ tích. Người công kích không còn công kích, người không thích không còn không thích, người chiến binh vẫn tìm về đất cùng Zero we làm nên kỳ tích. Yeah.
Rap Việt 20 giờ thứ bảy trên HTV2 V Channel. Mua ngay bộ sưu tập V-Shop, có cơ hội nhận ngay 150 vé chung kết duy nhất của Rap Việt. Xem ngay, ngoài hàng Anh, combo V-On VIP và 4 kênh cá cộng, chỉ 149.000 đồng. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên V-On.